xem TV, các khán giả trực tiếp cũng có thể hiện trường về nhà. Chúng ta mở máy ở nhà cũng có thể xem được các cầu thủ đang thi đấu trên sân. Kênh TV tức là YouTube Đức Nhân TV, xin nhắc lại là Đức Nhân TV. Sau một trận đấu là các huấn luyện viên có cần xem lại để triển khai chiến thuật cho các trận sau, các đối thủ trận sau hoặc những kẽ hở hoặc những điểm mạnh chủ yếu chúng ta có thể mở lại vào sáng ngày hôm sau. Bởi vì tối nay về làm chương trình thì sáng mai thì mới phát được, còn ai giờ muốn xem trực tiếp thì xem luôn trên sân cũng như ở nhà. Yêu cầu thủ đô chúng ta không dùng giải sinh nhật và giải đinh. 3 người đi giải đinh. Đây là trận đấu ở Hạc Sơn. Chúng ta thì rời vào bóng là cực kỳ khó chịu. Các cầu thủ mà rơi vào gần dày thì sẽ rất dễ gây chấn thương cho lúc rồi. Đang bắt tay nhau. Đoán, các bạn đang theo dõi trận thưởng giữa Song Phượng và Hà Mẫu. Trọng tài đã dắt kèo các cầu thủ chót lưới. Song Phượng mặc áo cam quần cam. Trọng tài đã đọc phép hoặc dắt kèo là chúng ta là không đá vào bóng bằng gần chạy. Và gần chạy là trọng tài có thể xử lý thật lặng. Các huấn luyện viên chúng ta và các cầu thủ chúng ta cứ quan sát, nếu có hành động của các cầu thủ Song Phương mà quyết liệt và triệt hạ đối phương, chúng ta kiến nghị ngay ban tổ chức chúng tôi sẽ dừng trận đấu ngay. Bên Song Phương chấn giữ khung thành phía trái các bạn và bên Hà Mẫu. Theo quan sát của chúng tôi là ở hiệp một này là các cầu thủ Hà Mẫu mang trang phục áo trắng quân chín và đội khung thành bên phía đường 32, còn các cầu thủ Song Phương mang trang phục màu da cam và đội khung thành bên phía trung đài sẽ dùng một chiếc. Ở hiệp một này là được quyền trọng tài là tổ trọng tài của VFS, trọng tài chính là ông Nguyễn Tuấn Anh, hai vị trí trọng tài là ông Nguyễn Đăng Tiến và ông Nguyễn Văn Hưng. Tranh thủ chúng tôi cũng xin giới thiệu lùi ra sân của hai đội như sau: Hà Mẫu mang trang phục áo trắng, thủ môn Khắc Đạt, ông Huệ Như Phúc 16, Như Tiến số 4, Khắc Trung số 3, Khắc Thịnh số 6, Thế Khánh số 19 và Dư Việt số 9. Do anh đăng ký chính thức này ở Hà Hậu Huệ, như vậy là đội tuyển của Hạ Mỗ là chơi 6 hiệp Huệ, 3 tiền Huệ, 4 tiền Huệ nữa. Kiêu tiền đạo đó là Chí Hoàng số 2, Như Phương số 7, Việt Hương số 5 và Hữu Long số 17. Rất là khó. Huấn luyện viên trưởng là Nguyễn Bá Dương. Cầu thủ Song Phương, chủ môn Văn Khánh số 2, Văn Phúc số 4, Văn Trung số 5, Hoàng Hưng số 14, Mạnh Cường số 3, Lộc Lam số 6, Hà Kiên Vệ, Đình Nam số 12, Đăng Tấn số 9, Quang Ngọc số 3 và tiền đạo là Tạ Vũ Anh, người sơ đồ chiến thuật của
Rồi sau vượt là 5, 3, 2. Hai cửa đạo của sau vượt là số 10 là Hữu Anh và Đình Huy số 17. Huấn luyện viên là ông Nguyễn Văn Nhật. Còn bóng trong sân. Bóng rơi hết được bên dọc. Hà Nội đã quá quen nhau. Số 16 mỗi thủ vệ đám biên. Chính vì vậy, ngay từ giây phút sau bóng đầu tiên là chúng tôi đã thấy các cầu thủ Hà Nội đã tràn sang sân đấu riêng rồi. Đây sẽ em lên các cầu thủ có cam. Và đây tuyển sâu vượng và đội hình ra sân của Hà Nội ngày hôm nay rất là đẹp mắt. Hà Nội đều có thủ hình rất tốt, cao, to, rất đồng đều. Vẫn là Hà Mỗ. Hà Mỗ lúc này cũng đang kéo sân. Rất hay. Cao chân. Chuyền hướng bóng ra cho sông Phượng. Cao cũng đã ra tăng lên các cầu thủ áo trắng. Hà Mỗ đã cắt bóng. Vẫn còn. Bắt Phúc. Số 16 là Nguyễn Phúc. Nguyễn Phúc giành tranh rất quyết liệt khu vực giữa sân. Nguyễn Phúc đã để mất bóng. Đình Huy có qua rất trung hợp. Không qua được Khắc Trung là một trung vệ chi tiêu của đội tuyển Hà Nội. Anh tham gia thi đấu mùa giải thì là thứ nhất và cho đến năm nay là lần thứ 10. Khắc Trung lúc nào cũng là lúc trận cuối cùng của đội tuyển Hà Nội. Tập bài tập Khắc Trung Khắc Trung. Lúc nào cũng đi đầu với nhau rất là lý. Lỗi về Khắc Trung. Hai cầu thủ đã bắt tay nhau, không có gì cả. Đây là tranh chấp bình thường trong thi đấu thể thao. Xuân Lỗi lại không có ai theo. Văn phòng tấn công rất mạnh của Khắc Thiên, thủ đấu rất đạt. Đội hưu hóa xuống lúc, đội không thành công, đã có tình trạng trọng tài. Như vậy là thủ môn đó là nhận vào thẻ vàng của trọng tài chính. Thủ môn của sau phượng là Nguyễn Văn Khánh. Và đồng thời sau vừa cũng phải chịu một quả penalty. Và lúc này chúng tôi đã thấy số 7 là những chiếc bóng
như vậy là đã xong. Cơ thể ngã số 7 đã thực hiện quả penalty đã thành công. Thế trận coi như đã đảo chiều và lúc này là 1-0 cho đội tuyển Hà Mẫu do công của cầu thủ mang áo số 7. Đó là Như Phương. Theo đăng ký là Như Phương là tiền đạo tấn công của Hà Mẫu. Hầu với số là đều vào ra cao, tức là đội tuyển Sông Hương đang lấy lại được thế trận và có hai pha sút bóng về cầu thủ Hà Mẫu như một pha phản đòn và một chút chân chơi của trung vệ của Sông Hương đã tạo điều kiện cho tiền đạo Hà Mẫu băng xuống đối diện trực tiếp với thủ môn và thủ môn đã phải băng ra và anh đã phạm lỗi, tin cả được bóng anh đã phạm lỗi và chịu để cho đội nhà phải chịu quả penalty. Như vậy là bàn thắng rất sớm và hứa hẹn là một trận đấu rất hay. Lúc này cái độ đang rất cao. Như Phúc Văn Phúc mở biên tấn công có đi ơi. Đúng rồi. Rồi. Hai cầu thủ Hà Nội đã kịp thời bắt tay nhau giữa số 4 và 19. Một pha chuyền quá sâu. Cho những cầu thủ xuống phía dưới của Sông Phương, anh đã băng xuống nhưng là không chịu băng lên, đã mắc bẫy của hàng thủ của đội tuyển Hà Nội. Số 19 của Sông Phương đó là Nguyễn Trung Dương. Theo như đăng ký của trường đoàn, Tùng Dương là đá dự bị. Nếu mà này thấy xuất hiện trên sân. Phát bóng tấn công rất mạnh. Văn Huy à? Vượt vị vào sau Văn Huy à? Đang đứng 19 đấy. Số 14 là 14 cầu thủ vừa xong là tư rơi và tư đối vị là số 14. Các chủ đoàn chúng ta ghi các số cho nó rõ ràng thì số 14 chơi tư số 19. Mặc dù ghi là bàn thắng nhưng các cầu thủ Hà Mẫu vẫn dày sức ép được các cầu thủ Sông Phượng. Với cân bằng nhưng lợi thế này là tạm như về Hà Mẫu và Hà Mẫu đang tạm dẫn 1-0. Phát bóng rất mạnh. Giảm pha làm giảm cú bóng đặc biệt của cầu thủ trung vệ số 4 của đội tuyển Hà Mẫu đó là Như Tiến. Phần sân của Hà Nội Sông Phương đang được hưởng quả đá phạt. Có một trận tăng tốc cực kỳ khó chịu. Thế này mở biên là gì? Bởi có lại nào. Quá tiếc. Hai cầu thủ của Sông Phương đứng chờ sẵn mà trong đó không ai kèm quá tiếc của số 5 đó là Văn Trung. Có lẽ anh Thuận đánh đầu trái, đây là đánh đầu phải. Nhưng nếu mà Thuận đánh đầu phải thì chắc chắn bóng bóng vừa xong chắc chắn là sẽ đi vào góc khung thành của Hà Nội. Và bây giờ trận đấu trở lại cân bằng. Một cơ hội 99% là có bàn thắng. Rất tiếc các cầu thủ Sông Phương đã bỏ qua.
Hảo Văn Hồi không? Xin chưa? Xin chưa? Thủ môn của Tâm Phương rồi khu gỗ cũng rất chạy. Anh đã đọc trận đấu rất tốt, bắt lại đúng không? Và đã cản phá thành công. Đúng rồi! Đúng rồi! Đúng rồi! Quá tuyệt! Hai câu trả lời ở đây mặc tướng của các cầu thủ Phương Hệ. Giết các cầu thủ Hà Nội. Hai phát liên tục. Nhưng là quá tuyệt. Đều bay ra ngoài. Liên tục. Không thành công, cơ hội này cũng phải tới 80% và sẽ có bàn thắng cho Tâm Phượng. Sau khi Hà Mô dẫn trước đã có hai câu trả lời đây là cứu của các cầu thủ Tâm Phượng. Chúng ta tiếp tục đã không được đứng. Chúng ta không có gì nguy cầu thủ số 11 của Hà Mô đã bị một cầu thủ một trung vệ của Tâm Phượng ăn quá sát. Rất khó cho anh để thực hiện cú sút từ xa. Trận đấu đang diễn ra rất hay. Hai đội ăn miếng trả miếng và cực nhanh. Đừng lùi, đi sâu, đừng đi, đi vào. Lại một cơ hội nữa. Sau vượt bỏ qua. Đình Huy là nhãn quan kỹ thuật rất tốt đã xác định được thủ môn của Hà Võ đã băng ra. Anh đặt câu từ xa vào kéo cái trẻ đưa vào góc xa với ra cực nhanh. Ba cơ hội cho Tâm Phượng. Trong khi đó, một cơ hội của Hà Võ tận dụng thành công. Ba cơ hội nhiều người của Tâm Phượng lại không thành công. Và lối đá của hai đội như này thì chúng tôi cũng cảm giác là bàn thắng nó chỉ quay chuẩn đâu đây thôi. Có lẽ chỉ trong một vài phút nữa là sẽ có bàn thắng không chưa biết nào vào lưới đội nào. Và khán giả rất ai được nhìn vỗ tay này. Tốc độ rất cao. Quá. Vào. 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 Chúng tôi vẫn là ai không? Vừa rồi mới xong. Quá. Cảm giác nếu tôi đổ của hai đội chơi như này thì bàn thắng nó chỉ quanh quẩn đâu đây trong vài giây thôi. Quá. Quá lắm chỉ một phút. Đi đi đây. Hà Võ đã phản công và nhận được trách nhiệm lên 2-0. Quá là hay. Hai cơ hội của Hà Võ đã tập trung thành công, trong đó ba cơ hội của Tâm Phượng lại tập trung không thành công. Đấy, mà vừa ghi bàn xong rồi chạy nhanh vào cổ động. Cầu thủ nâng bàn thắng lên 2-0 là cầu thủ của áo số 4, xin áo số 7. Nhưng Phương như vậy là nếu không giải quyết Phương, nó đập vào cú đúp. Nếu chính xác thì Nhưng Phương sẽ đập vào cú đúp. Hai đội đều chơi hay với nhau, tốc độ cao, tấn công sắc nét, cơ hội của hai bên cũng như nhau, đội nào tập trung tốt thì đội đó sẽ giành phần thắng. Đội đá này rất dễ có ghi bàn nữa, hay có bàn thắng này mới hay. Nếu hai đội chơi với nhiệt tình cống hiến như này thì bàn thắng còn sẽ vào lưới của hai bên là vẫn còn và sẽ hài lòng các cổ động viên của cả hai bên cũng như các khán giả. Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn. Xác định của các cầu thủ và huấn luyện viên đây là lượt trận đầu tiên. Nếu ta có sửa chân ở trận bóng này thì ta còn 2 trận nữa để sửa chữa. Chính vì vậy hai đội đã chơi cực kỳ vui tươi bất ngờ. Và mới hiệp một này đã có 2 bàn thắng và tới 3 cơ hội của Song Phượng nữa. Theo tổ chức thì chúng tôi cũng bàn thắng ở tỷ lệ là rất cao, thì rất tiếc các cầu thủ của Song Phượng là chưa tận dụng thành công. Thời tiết cuối hè và đầu thu cực kỳ khắc nghiệt. Các đội tiếp theo và các huấn luyện viên của các đội tiếp theo cũng như hai đội trên sân mà chúng ta là bắt buộc cầu thủ là khởi động thật kỹ, tối thiểu phải có 30 phút khởi động cá nhân và làm quen với bóng để trận đấu không bị gián đoạn. Các cầu thủ đá chính mà phải rời sân thì quá là nguy hiểm cho huấn luyện viên. Chiến thuật của huấn luyện viên rất là khó để bù lấp các thiếu thống
và các cầu thủ đã chín bỏ lại. Đối với cầu thủ chúng ta là không ra khỏi sân, sẽ có thời gian để bù nước cho các cầu thủ. Hai đội chơi ăn những trận đấu rất hay và đã có hai bàn thắng cho Hà Nội và ba cơ hội suýt xoa cho các cổ động viên của Sóc Sơn. Tiếp tục số bảy là Như Phương, nếu không nhầm vừa xong Như Phương cũng ghi bàn thắng và hiện giờ anh đang là một cú đúp. Như Phương là tiền đạo tấn công không là được bị dọc rồi và rất khó duyên. Văn Phúc đã có tiếng còi trọng tài, như vậy là Văn Phúc đã để bóng trong tay, đã tạo điều kiện cho các cầu thủ của Hà Nội được quả đá phạt trên phần sân của đội nhà. Và nó về với thời khắc chung đã lên tham gia tấn công. Khắc chung đang lấy chiếc bóng. Thứ ba, Hà Nội. Chúng ta sẽ ghi đầu của Khắc Trung. Khắc Trung là treo bóng lơi lửng vào khu vực phút 50 cho các cầu thủ đánh đầu. Một pha không tiến xảy ra và lúc này sóng gió đã qua, bóng đá lên vào khu vực xa không dài. Lại Như Phương, Như Phương là tiền đạo tự do, lúc tôi thấy cánh phải và chúng tôi là lúc là thấy cánh trái và cũng rất khỏe. Có lẽ ngày hôm nay anh không phải giao nhiều vụ tấn công ở khu vực nào cả. Một cầu thủ rất là vui vẻ và cũng rất là có duyên. Lúc này là anh đã ghi được hai bàn thắng rồi, đó là cầu thủ số 7 Như Phương. Tiền đạo cắm của đội tuyển Hà Nội, đánh chặt tay quả phạt dành cho các cầu thủ Song Phượng, cứ đi khoảng 30 mét. Góc sút rất đẹp, đây cũng là cơ hội rất tốt để cho các cầu thủ Song Phượng thực hiện ý đồ chiến thuật của mình. Đứng trước bóng là Đình Huy, tất cả các cầu thủ áo vàng đã vào khu vực 6m50 để ra phối kết xuất bản. Bóng quá mạnh và quá cao. Như vậy trọng tài đã cho tạm nghỉ cho các cầu thủ trong 3 phút để các cầu thủ ra uống nước. Đây là luật trong bóng đá, nếu cường độ trên sân quá 35 độ C. Và các cầu thủ chúng ta trở lại sân. Và chúng tôi cũng xin thông báo cho các quý vị khán giả được biết là đội tuyển Sóc Phượng mặc áo màu da cam bảo vệ không gian phía trái và ban tổ chức, tức là khán đài A. Còn các cầu thủ Hà Nội mặc áo trắng chân tí bảo vệ không gian bên phía đường 32, tức là bên phải ban tổ chức cũng như là khán đài A.
và trận đấu đã được diễn ra là rất hấp dẫn ngay từ giờ phút đầu tiên. Không có gì phải thăm dò vì hai đội cũng đã quá quen nhau trong các mùa giải rồi. Hà Mỗ đã gây sức ép tấn công ngay từ đầu và sau Phượng 60 phút đã lấy lại được thế trận và phản công và có các đường truyền rất sắc nét. Rất tiếc là các cầu thủ sau Phượng đã không tận dụng được cơ hội trước mà để cho các cầu thủ Hà Mỗ tận dụng được cơ hội. Và lúc này tỷ số vẫn đang là 2-0 đang tạm biệt với các cầu thủ Hà Mỗ. Do công của cầu thủ mang áo số 7 đó là Như Phương. Đường chuyển cắt trái thứ hai, số 1 phối hợp kiểu ai rất tiếc này không có ai theo ở khu vực cánh phải của Hà Mỗ. Nếu đúng ý đồ của huấn luyện viên là cánh phải có một cầu thủ tấn công thì chắc chắn là vừa sau cực kỳ nguy hiểm cho các cầu thủ sau vừa. Đội bóng rất mạnh của Văn Tuyến nhưng quá mạnh, quá nguy hiểm. Người Trung Nguyễn đã bảo chịu quả phần góc. Đó là Trung Nguyễn số 4 Lý Tuyến. Và đã làm cho các cổ động viên của Hà Mỗ phải hít thở rồi. Một không gian đã bỏ trống. Đại học Văn Gà lúc này đã sửa được lỗi. Văn Gà rất kịp thời và chính xác. Bắt bóng tấn công để áo lực lên sân Sông Phượng số 6, à, số 9. Như Phúc rồi, pha bóng là được. Lúc đó, à thế được được tấn công rồi. Hậu vệ phòng thủ thì đang hơi khó vào, anh đã chủ động với bóng ra liền. Hôm qua là hai cầu thủ áo vàng. Các trường đã phản đối với đối phương. Các trường đã dành rất cao, tràn sang cả các đối phương. Thể hình của các cầu thủ của hai đội ngày hôm nay ra sân cực kỳ đẹp và các cầu thủ cao trên 1m75 và nặng khoảng 64-68kg, người rất thanh thoát. Mới nhìn vừa rồi chúng ta thấy sướng mắt rồi, nhưng các cầu thủ chạy chúng tôi cũng đang thấy sướng mắt. Tấn công rất nhanh và rút cũng rất nhanh, đột phá thành công. Đúng rồi, đây có thứ, có thứ nữa, đi vào. Một chút sơ chơi đôi, một cầu thủ trung vệ của Sao Phượng đã kịp thời phá bóng. Tỷ lệ 36-13 đã cứu thua cho đội nhà. Đó là Mạnh Cường, bác sĩ. Như qua sức dướng của cầu thủ số 9 đó là Duy Hiệt. Sức dướng quá lớn và sự truy cản rất gắt gao của trung vệ số 13 của đội Sông Phượng đó là Đỗ Mạnh Cường. Đỗ Mạnh Cường vừa xong đã cứu mưu cho đội nhà một bàn thua trông thấy trước sự phản công của đội tuyển Hà Nội. Duy Hiệp một mình một bóng đối mặt với thủ môn. Vừa xong nếu là số 9 là Duy Việt của Hà Mỗ mà anh tất chân trái thì có lẽ là rất là nguy hiểm. Như vậy trận đấu tiếp tục. Hà Mỗ được khoảng phản góc. Bóng chai thần thoát cực kỳ khó chịu. Như vậy là nguy hiểm đã qua. Thế còn Như Phương. Ờ, chết cái mẹ.
như vậy là anh đã đứng quá sâu. Như vậy là Như Phương không có di chuyển và đứng tại chỗ. Như vậy chứng tỏ là cầu thủ số 11 của Hà Nội là đứng quá sâu. Và chiếc bẫy của Thụy cũng đã được dẹp ra. Thành công. Vẫn còn, Hà Nội đang phản công. Khắc cường ra các đội bóng. Vẫn lâm. Văn Phúc. Không gì. Tiền vệ của Hà Nội đã bị chạy phát ra biên. Quyền làm biên đến đây là thuộc các cầu thủ áo trắng Hà Nội. Sau vừa là các đội bóng vừa tiến cho Đinh Huy. Đinh Huy chỉ chơi với Khắc Cường cũng thành công. Văn Phúc vừa thứ ba thất bại. Như vậy một pha đá bóng là phút sau của cầu thủ số 16 của Hà Nội đó là Như Phúc. Trọng tài đã phải nhắc nhở Như Phúc khi bóng rất chính là khu vực sân cũng như đường của cầu thủ thì chúng ta không nên đá bóng và chúng ta có thể đưa chân vào gắp bóng ra thôi thì chúng ta không giúp để các tình huống đấy vô tình là đá chúng từ cực kỳ là nguy hiểm. Các cầu thủ khi ở tư thế thấp đang lính bóng, các cầu thủ chân trái chúng ta chỉ nên thò chân gấp bóng ra thôi. Chúng ta không suốt này bởi quyền khống chế lúc này là đang thuộc các cầu thủ trong hiệp. Nếu chúng ta từ bài đá vào dù có thành công cũng là bằng nói. Cầu thủ số 16 là Như Phúc đã phải nhắc nhở là thứ nhất của trọng tài chính. Một chuyến bóng vào không thành công, quá sâu. Như vậy là một cầu thủ Hà Nội anh là băng vào quá nhanh và khó mạnh và đã pha chạm với thủ môn. Và bây giờ anh đang đi đây. Đây là một kinh nghiệm rất là quý báu cho các tiền đạo tấn công. Khi đấy quyền khống chế của mình đã bị thất thế, tốt nhất là chúng ta chấn đòn bởi vì chiếc thủ môn bay ra, lúc nào chân tay cũng ra ra và họ được quyền. Chính vì vậy ta cố chút mà lao vào là ta vừa bị phạm lỗi này, có thể là vừa bị đau. Nhất là thủ môn đã vừa được bóng, chúng ta không nên tiếp cận. Và mở bóng tấn công biên không thành công. Không qua theo bóng lại quá mạnh. Lúc này trời vẫn hơi nắng nhưng chúng tôi đã thấy gió đã nổi lên rồi. Có những gì chứ đích nào một pha được chuyển kéo trở lại phải rất tiếc là không qua chưa bóng ấy từ đây vào đâu. Ừ.
xác định là cầu thủ Phước Diễn rất là nguy hiểm, cho nên Diệu Phúc là cảnh xuất phát cầu thủ Phước Diễn. Tiếp tục là một quả đá phạt cho cầu thủ Hà Mỗ. Đến phần sân của Sao Vượng. Trung vệ số 4 là Như Tiến để tham gia tấn công. Lúc này chúng tôi đã thấy tất cả các đội bóng trắng đã tràn hết sân sân đấu quân rồi. Bóng được treo vào khu vực cấm 2. Đã có chiếc còi của trọng tài. Có lẽ là lỗi trọng tài. Trọng tài đã phải nhắc nhở các cầu thủ áo trắng chúng ta không nên làm một cắt lộn cắt dừa. Các hành động như đá bóng ra khỏi khu vực và cũng như đá biên nhìn rất rõ và rất lộ, đó là những câu rồi. Trọng tài rất dễ để dùng thẻ vàng để xử lý. Lại lỗi của Khắc Cường. Khắc Cường lại một lần nữa đã tạo điều kiện cho các cầu thủ Sao Vượng được quả đá phạt. Đúng là cự ly chỉ còn được khoảng 25m. Đã phạt ngay. Xuống đây, Kim Lưu. Quá anh đẹp. Cự ly 25m mà không có đà. Chút này thì quá khó. Bay ra thì có huy ra của Đồng Pháp. Huy ra được đòn đó. Lên gói, gần như là mất. Chúng ta, bóng vào. Rất chưa cho các cầu thủ Kim Lưu. Và một pha hơi tấn công rất là sắc nét của các cầu thủ Hà Mỗ. Sút chít chít nữa là lưới của Sao Vượng đã bỏ rung lên. Một nhìn từ đỉnh tới một đối diện một thủ môn thì rất tiếc anh không đưa bóng sang góc mà anh đá thẳng và đứng tại đội số 6 Duy Phương. Căng ngang không thành công, đường căng ngang của Duy Phương đã bị bắt bài rồi. Sao Vượng đang hoàn công, chúng ta sẽ đá đang nóng lên. Như vậy là Đình Huy anh đã bằng số cơ sở. Hậu vệ của Mỗ đã phân rất cao. Cầu thủ tấn công đã không quan sát được điều đó. Và chỉ quan sát cho Đình Huy. Như vậy là có một thẻ vàng cho một cầu thủ áo trắng. Sau đó, điều hưởng quả đá phạt. Thứ ba là đường chi bóng Quang Ngọc. Lại không được nguy hiểm. Thế là đang trí diện. Đá phạt. Trước cận thủ môn quá gần. Sau khi thủ môn đã bắt được bóng. Như vậy lúc này ông Tổng Quản chính đang lột bài kết thúc hiệp một. Và đội tuyển áo trắng đó là đội tuyển Hà Mỗ đang tạm giữ tỷ số 2-0. Mời các cầu thủ và trọng tài rời sân ra nghỉ. Mời các quý vị khán giả chúng ta tạm nghỉ trong thời gian 10 phút.